Tại Hà Nội, Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo phát triển điện khí ở Việt Nam, cơ hội và thách thức. Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng những năm gần đây, khi những biến đổi khí hậu ảnh hưởng rõ nét tới môi trường sống trên trái đất, thì nguồn phát thải ô nhiễm đã được chú ý giảm thiểu, việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch truyền thống như than đá, dầu thô ngày một hạn chế. Việc đưa vào sử dụng và phát triển khí thiên nhiên hóa lỏng tại Việt Nam đã và đang còn nhiều cơ hội cho ngành năng lượng Việt Nam, song thực tế còn nhiều khó khăn, trở ngại để đưa vấn đề này trở thành hiện thực. Các chuyên gia đã đưa ra những phân tích, nhận định và đánh giá tổng quan tiến trình phát triển điện khí nói riêng và phát triển năng lượng sạch, xanh và bền vững tại Việt Nam nói chung, nêu lên thực trạng, những cơ hội cũng như thách thức trong quá trình xây dựng hệ thống cơ chế chính sách phát triển điện khí tại Việt Nam, từ đó có những kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền nhằm tạo ra môi trường pháp lý đồng bộ, thu hút đầu tư vào các dự án điện khí, đồng thời thực hiện các cam kết quốc tế về chuyển dịch năng lượng, giảm phát thải carbon.